Ukraine muốn dùng drone đánh chặn UAV tầm xa Nga. Ukraine đang tìm cách chế tạo drone đánh chặn có thể săn lùng và hạ một số UAV của Nga nhằm tiết kiệm đạn tên lửa phòng không. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 3 tháng 4 cho biết việc chế tạo drone đánh chặn sẽ giúp Ukraine tránh lãng phí tên lửa phòng không giá trị cao để hạ máy bay không người lái, UAV, trinh sát Nga, đặc biệt là các mẫu Orlan, Supercam và Yala. Drone đánh chặn cần có khả năng đạt vận tốc 150 km/h, tầm bay 1.500 m, có thể nhận thông tin sơ bộ về mục tiêu, nhanh chóng cất cánh, xác định vị trí rồi hạ UAV đối phương, theo Fedorov. Đây được coi là công cụ giá rẻ trong kho vũ khí của Ukraine nhằm hạ UAV Nga đang đóng vai trò chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, cũng như các mẫu drone tự sát cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất, FPV. Ukraine đang cạn dần tên lửa phòng không và phải để dành chúng đối phó với các loại đạn dẫn đường chính xác như tên lửa hành trình. Lực lượng Nga gần đây tăng cường độ và tần suất các đợt tập kích bằng tên lửa cùng UAV nhằm vào Ukraine. Các đợt tập kích này buộc Ukraine phải đưa hệ thống phòng không về bảo vệ khu vực đô thị và hạn chế tầm phủ trên chiến trường. Điều này có thể giúp tiêm kích bom và oanh tạc cơ Nga hoạt động tự do hơn trên tiền tuyến để yểm trợ cho lực lượng mặt đất. Theo Fedorov, drone đánh chặn là lựa chọn phù hợp hơn để đối phó phương tiện bay không người lái của đối phương và giúp Ukraine bảo toàn năng lực phòng không. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine tìm cách phát triển drone đánh chặn UAV. Hệ thống Shahed Hunter có thể triển khai các drone tung lưới để bắt UAV đối phương đang lao tới. Sau khi bắt được UAV đối phương, hệ thống sẽ dùng dù để thả phương tiện xuống đất từ từ và tránh gây nổ. Ukraine từ lâu ưu tiên phát triển drone, UAV và phương tiện không người lái khác để thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Hải quân Ukraine, vốn không còn chiến hạm cỡ lớn nào, đang sử dụng xuồng tự sát để tấn công, gây hư hại và thậm chí đánh chìm chiến hạm Nga. Trên tiền tuyến, cả Nga lẫn Ukraine đều sử dụng drone để thu thập thông tin và tập kích đối phương. Một số mẫu phương tiện mặt đất không người lái đã tham gia các đơn vị hiệp đồng trong các đợt tiến công. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.